Và đầu tiên hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ một cặp đôi rất trẻ, ca sĩ trẻ triển vọng thần đồng. Xin được giới thiệu ca sĩ Thu Thủy và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Hay chưa, hay chưa, chờ đó cơ, thấy hai đứa đó chưa? Thưa quý vị, và Nam Dương hả? Nào dòng nào cho dòng đó. Ồ, chỉ mới hai dòng thôi, dòng dòng sao phải bây giờ sao cho thấy chứ. Ủa anh Tài ơi, anh sinh năm bao nhiêu đấy ạ? À? Bé, hồi nãy em có giới thiệu, em từ chối anh Thuận bằng cách em giới thiệu là em, nhà em mình trồng cổ thụ. Em trồng vườn cây nhưng mà cây chưa có chủ. Anh Titi ơi, anh hát bài Chú Mưa đi, em thích bài đấy là. Thấy hình trên lạ quá, thấy hả? Tài ơi, I love you. Tài ơi, I love you. Tinh Trinh cũng vậy trơn á. Ủa? Ai Tinh Trinh cũng vậy trơn. Và câu hỏi số 2 chắc chắn rất đơn giản dành cho hai đội chơi. Người mẹ trong ca cảnh vừa rồi ho bao nhiêu lần? Ôi trời, quá để em luôn. Câu đó em bị em. Bị em. Như em nắm được sơ sơ nên em nói như thế này thôi. Người ẩn danh không phải là của đội giả. Em tin chắc rằng là người ẩn danh không phải là nữ. Người ẩn danh không phải là nữ. Theo em thì người nào có biểu cảm tự sắp đặt cho người khác là ai là người ẩn danh á, hoặc là sắp đặt cho đội này đội kia là người đó là người ẩn danh. Chị đang không nghi em luôn á, mà khi em nói câu đó xong cái chị bắt đầu khoanh vùng em luôn á. Em đang chơi chiến thuật lạ quá, mà thường chỉ có người ẩn danh mới đi làm như vậy thôi. Không, nhưng mà em thấy Titi phá game lắm. Chưa hiểu cần phải làm cái gì hay sao á. Em cũng biết chứ, em hiểu chứ. Những cái kết quả hồi nãy họ gợi ý đúng không? Chinh ơi, Chinh đẹp quá. Em không biết Chinh nhỏ hay Chinh lớn thôi. Thế, nhưng mà chị vẫn giữ quan điểm là lúc đầu Chinh nói với chị là không có nữ. Chị tin, em tin chị đi Chinh. Em cũng đang phân vân hai người ạ. Một trong hai người đấy thì là một trong hai đội thôi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với giây phút hồi hộp sự bình chọn của 8 người chơi.